Vâng, cơ sở dụng cụ làm vườn gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Một cái video ngắn em đưa tới các bác những cái dụng cụ để các bác mình ươm cây, bầu ươm, khay ươm và vải cuốn cây. Khay thì hôm nay em đã về khay nhựa nhé. Khay này là khay 50 lỗ các bác này. Khay này để các bác nhà mình gieo hạt này. Đấy. Cái khay này thì các bác có thể tái sử dụng qua được mấy vụ cho các bác nhé. Rất chỉ là tiện dụng. Với cái khay này thì đơn vị em Thảo sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc nếu như các bác mà yêu cầu số lượng. Số lượng thì bao nhiêu có các bác nhé. Đây là một khay này. Đấy. Và với một cái khay như này rất chỉ là nhỏ gọn, tiện lợi và được 50 cây trên một khay này. Nếu các bác mà làm cây nhỏ này, làm rau hoa màu. Đấy. Một khay là 50 lỗ nha các bác nhé. Để em quay cái mặt đáy cho các bác xem. Tất cả đáy sẽ thủng hết như này để thoát nước này. Đây gọi là cái khay ươm này. Đấy, và tiếp tới là tới cái bầu quây. Đây là một cái mẫu bầu quây. Thì cái bầu này thì kích thước của nó dài, chiều dài cả sẽ là 50 mét. Các bác tùy theo các bác vậy mua theo mét nhé. Cái này là 50 mét này các bác này. Đấy, cái này thì kích thước thì đơn vị em sẽ có bầu quây sẽ có loại, ví dụ như là em sẽ nói là cao 30 cm, cao 40, cao 50 và cao 60. Thì như cái này là cao 30 cm này các bác này. Cao 30 cm. Và sẽ bán theo mét nhé. Tùy thuộc theo các bác sử dụng bao nhiêu. Một cái tẹp này nó sẽ là 50 mét. Đấy, và đây là vải cuốn cây này. Nếu như các bác mà làm cây công trình thì chắc chắn là các bác cũng rất quan tâm tới cái mẫu vải cuốn cây này. Cái này cái vải của nó là vải xốp nhá. Khi các bác mà cuốn cây nó sẽ giữ cái độ ẩm và nó bảo vệ cây rất là tốt. Cây công trình mà đánh về rất là nhiều tiền thì cái số lượng em thấy các bác cuốn bằng cái cây này, dây vải thì rất là nhiều. Đấy, chống nắng, độ ẩm cho cây cao, giúp cây sẽ nhanh phát triển. Và đặc biệt là nếu mà các bác quấn được ấy, thì cái tỷ lệ sống cây của bác sẽ rất là cao. Đấy, và tới bầu ươm nhé. Bầu ươm thì là một đại lý chuyên cung cấp về tất cả các loại bầu ươm từ nhỏ đến lớn. Thì đây các bác nhìn, đây là cái bầu ươm của đơn vị em. Bầu ươm thì đây là bầu ươm tùy theo kích thước nhé. Ví dụ như cái bầu 88 là nhỏ nhất. Bầu này bầu 23-18 này. Bầu 88 thì nó nhỏ lắm. Nó nhỏ như là cái mắt đây này. To hơn một tí này các bác này. Đấy. Còn đây là bầu 16-18 này. Tùy theo từng kích thước nhé các bác nhé. Đấy. Các bác đang muốn xem về cái kích thước nhỏ hơn hay là lớn hơn. Hoặc là như thế này này. Các bác yêu cầu là tôi cần mua cái miệng của nó 20 cm. Em đã lấy thước em áp vào đây đúng 20 cm như thế này em gửi cho các bác nhé. Đấy, nói như vậy là chuẩn nhất luôn. Đấy, còn đây là cái kích thước lớn hơn là kích thước 30/36. 30/36 các bác nhé. Đây, kích thước bầu to để các bác nhìn ươm cây lớn. Từ cái dòng bầu này thì đơn vị em sẽ bán là kg. Cứ mua từ 5 cân em miễn phí ship trên toàn quốc. Tiếp tới là tới cái mẫu bầu vải dành cho các bác nhà mình ươm cây, trồng cây lâu dài. Phải nói là trồng cây luôn nhá. Cái bầu này là bầu nhà em là cái bầu ép dày nhất đây. Đấy. Các bác có thể sử dụng lên tới 3-4-5 dòng và bầu 100% là bầu có quai để các bác thì mình xách này. Cái này thì cũng bán theo trăm nhá. Và kích thước thì em cũng sẽ đọc cái kích thước về bề miệng này. Ví dụ như cái bầu trắng này thì cái kích thước em sẽ có là 30-25. Ví dụ như 30-25 là kích thước nhỏ nhất này các bác này. Bề mặt của nó là 30 nhá. Và cao của nó sẽ là 25. Cái này các bác có thể trồng trực tiếp cây vào đây, trồng cây mấy năm luôn nhé các bác nhé. Khi mà cây của bác trưởng thành ra rễ thì các bác có thể là thay ra chậu. Đấy. Các bác trồng vào đây nó rất chỉ là thoáng nước, rất chỉ là tốt luôn. Sẽ có kích thước là 30-25 này, 30-35, 40-35, 40-45 và 40-50. 40-50 là kích thước lớn nhất đây nha các bác nhé. Kích thước rất chỉ là lớn này các bác này, 40-50 dành cho các bác này mình trồng cả cây to luôn. Đấy, và đây là bao cuốn cây. Đây là ví dụ như em vừa giới thiệu tới các bác cái vải cuốn cây này thì cũng có bác cần vải của bác thì sử dụng cái bao này, nó gọi là như cái bao tải ngày xưa các bác. Đấy, cuốn vào nó cũng có cái độ mát dành cho cây rất chỉ là tốt. Và tới tất cả những cái dụng cụ này thì đơn vị em Thảo sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đây là những cái đơn hàng em đang đóng gói để chuẩn bị gửi cho các bác nhà vườn nhé. Cái này thì để phục vụ các bác thì cứ mua số lượng bao nhiêu thì cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại đơn vị em để ngay cạnh cái video này. Và đang quan tâm tới thật nhiều đồ của dụng cụ nông nghiệp
Đấy, các bác đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh của Lút Đỏ ngay cạnh góc màn hình đây để đón xem và cũng như là lựa chọn rất nhiều những cái dụng cụ cần thiết của cái mùa năm nay. Đơn vị em Thảo là một đại lý lớn nhất và chuyên cung cấp gửi ship trên toàn quốc. Bầu đấy nhá. Các bác nhìn, ôi chết rất đột đột. Đây là cái bao cái chải bạt chống cỏ này các bác nhé. Chải bạt chống cỏ thì hiện tại đang hết kích thước 1 mét thì chỉ còn 2 mét và 3 mét thôi. Để tùy thuộc theo nhu cầu của bác. Còn kia là tất cả những số lượng đây toàn bộ là bầu ươm nhé. Bầu ươm em chuẩn bị gửi cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại của bên đơn vị em Thảo để đặt những cái dụng cụ này. Giá rất chi là hợp lý các bác nhé. Nhận gửi nhiều nhiều là miễn phí ship trên toàn quốc luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.